Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa nhau ta càng thấy. Dịu dàng hạt nắng đua nhẹ trên áo, đôi môi em gợi bao khát khao, mắt em vời vợi đắm đắm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chút rơi lá, gió chiều bóng trời sao xiết mãi khôn nguôi. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa nhau ta càng thấy rồi chia ly. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hai đêm vời vợi đắm đắm trời cao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất hoa hoang. Người yêu ơi, dù mãi nay cách xa, mãi mãi diệu kỳ mời chị Nga lên sân khấu ạ. Tình yêu chúng mời đạo sĩ Nga lên đây. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy. Mãi mãi diệu kỳ, mời anh em là tình yêu chúng ta. Em mời anh à, mời anh thương. Và ta biết anh lên, anh một điều rất giản dị. Anh Quân, em mời ekip thực hiện chương trình lên đây, chúng ta chào ta khán giả. Thấy yêu em, em ơi đi vào đây, vào đây. Em mời anh Long, anh Quân, em mời anh Quân, mời anh Quân đi vào đây, vào đây ạ. Anh Quân vào đây ạ. Bé vào đây. Lên đây, điều giản dị. Xin giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, đây là chính là đạo diễn Huyền Nga. Toàn đây bộ ekip thực hiện chương trình ánh sáng và kỹ thuật âm thanh. Đây là nhiếp ảnh Xuân Tiền, ca sĩ Lê Tâm, ánh sáng Hoàng Cầm. Quay phim Thế Dương. Quay phim một điều thật giản dị, càng xa nhau ta càng thấy.